Dòng iPhone 14 series bán còn chưa được nửa năm mà trên mạng thì đã có rất nhiều những thông tin liên quan đến chiếc iPhone 15 sẽ ra mắt vào năm 2023 theo như dự kiến. Vậy thì ở trên mạng bây giờ có rất nhiều thông tin, các bạn sẽ cần quan tâm đến những thông tin nào về iPhone 15? Liệu thông tin nào là xác thực thì hãy cùng mình đi tìm hiểu trong video này nhé. Và tất nhiên là thông tin ở trong video này thì vẫn đang là những cái thông tin leak dựa trên những cái đối tác cung ứng sản xuất của Apple cũng như là một vài nhà báo, những người mà họ chuyên sâu tìm hiểu vào bên trong những cái thiết bị của Apple thì họ mới có thể biết được. Và cái căn cứ ở thời điểm hiện tại thì mình đánh giá nó vẫn chưa phải là quá cao, bởi vì còn những hơn nửa năm nữa, có nghĩa là gần một năm nữa thì con iPhone 15 nó mới ra mắt. Nên là những cái thông tin bây giờ mới chỉ là những thông tin sơ khai, sơ bộ ở thời điểm ban đầu thôi. Và mình không khẳng định là những thông tin này là đúng 100% đâu nhá. Nó chỉ dùng để tham khảo mà thôi. Rồi, thông tin đầu tiên mình nghĩ là rất nhiều bạn sẽ vui mừng vì cái thông tin này. Đấy là trên thiết kế của iPhone 15 ấy, tất cả iPhone 15 nó sẽ được trang bị Dynamic Island. Dynamic Island là một tính năng mà được trang bị trên iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, và nó là lý do nó khiến cho 14 Pro, 14 Pro Max khác biệt so với 14 thường và 14 Plus. Tuy nhiên, điều đó sẽ không còn ở trên iPhone 15 khi mà Apple sẽ đồng bộ hóa Dynamic Island này ở tất cả các dòng máy của mình. Lúc đấy thì các bạn nào mà mua 15 thường hay là 15 Plus ấy, các bạn sẽ không thấy được sự khác biệt quá nhiều và nó cũng không cảm thấy chúng ta đang sử dụng một cái tai thỏ quá cũ. Rồi thì tiện vừa nhắc đến con iPhone 15 Plus thì mình sẽ công bố luôn một thông tin nữa. Đấy là khả năng cao Apple vẫn sẽ duy trì cái dòng Plus này trên thế hệ tiếp theo. Chúng ta sẽ có con iPhone 15 Plus chứ không còn có iPhone 15 mini nữa. Và khả năng cao là Apple cũng sẽ hủy bỏ luôn cái dòng mini này, bởi vì sức bán của nó ở trên toàn cầu không phải là quá tốt, mà người dùng bây giờ thị hiếu thì họ thích những cái chiếc máy to hơn. Vì vậy là Apple khả năng cao là họ vẫn tiếp tục phát triển dòng Plus và chúng ta sẽ có iPhone 15 Plus. Thông tin thứ ba thì chắc chắn rồi, chúng ta sẽ có sự góp mặt của con chip mới, đấy là con chip Apple A17 Bionic. Nhưng vẫn khả năng cao là Apple vẫn chỉ trang bị cho con iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max thôi. Bởi vì là Apple thì họ đang tối ưu dây chuyền sản xuất, thì những con chip cũ ấy nó sẽ được dùng ngược trở lại với những cái dòng thấp cấp hơn. Giống như là năm nay thì chúng ta có 14 này, 14 Plus sử dụng lại con chip Apple A15 ở cái thế hệ iPhone 13. Thì khả năng cao là trong năm tới thì Apple cũng sẽ làm tương tự điều này với iPhone 15. Khi mà 15 và 15 Plus thì sẽ sử dụng con chip Apple A16 ở trên iPhone 14, còn 15 Pro, 15 Pro Max thì sẽ sử dụng con chip Apple A17 Bionic. Và cái thông tin tiếp theo là thông tin thứ tư, đấy là Apple họ sẽ trang bị cho những con iPhone cao cấp của mình một ống kính tiềm vọng. Điều này là điều mà đã xuất hiện trên rất nhiều những cái mẫu điện thoại Android trước đó rồi, như là Galaxy S22 Ultra này, hay là những cái chiếc điện thoại đến từ Vivo, Xiaomi ấy, họ đều có một ống kính tiềm vọng, nó cho chúng ta một khả năng zoom xa hơn rất nhiều, cũng như là các bạn có thể tạo ra những cái bức ảnh chụp rất là nghệ thuật như kiểu các bạn chụp trăng chẳng hạn, nó sẽ rất là đẹp. Và năm sau thì khả năng cao là Apple cũng sẽ trang bị một ống kính đó dành cho những cái chiếc iPhone dòng cao cấp. Hiện tại thì thông số của nó vẫn chưa phải là quá rõ ràng, chúng ta vẫn chưa biết được là liệu cái ống kính quang học này nó sẽ zoom được xa bao lâu, hay là nó sẽ có những thông số megapixel như thế nào thì chúng ta chưa hề biết. Nhưng việc Apple trang bị cho nó cũng là một tín hiệu rất là đáng mừng. Và cái thông tin cuối cùng trên iPhone 15 đấy chính là Apple sẽ khai tử luôn dòng iPhone 15 Pro Max. Nãy giờ mình nói Pro Max bởi vì là nó là cái thông tin chúng ta quen gọi thôi, nó là cái tên mà chúng ta rất quen gọi. Còn trên iPhone 15, khả năng cao là Apple sẽ đổi tên nó thành iPhone 15 Ultra. Điều này thì sẽ khiến cho tên dòng sản phẩm nó sẽ ngắn hơn, cũng như là nó sẽ khiến cho người dùng bớt bị nhầm lẫn giữa các cái sản phẩm tới từ Apple. Bởi vì bây giờ là Apple sẽ có tận 4 con iPhone chủ lực, như hiện tại là Apple có iPhone 14 này, 14 Plus, 14 Pro và 14 Pro Max. Apple trong năm tới họ sẽ rút gọn những cái tên này lại, chỉ còn là 14, 14 Plus, 14 Pro và 14 Ultra thôi. Nó sẽ ngắn gọn, dễ gọi hơn, cũng như là cái cách phân biệt sản phẩm của nó cũng sẽ rõ ràng hơn. Rồi, vậy là trong video này thì mình đã tổng hợp cho các bạn top 5 sự thay đổi sẽ có mặt ở trên iPhone 15 vào năm sau. Một lần nữa thì mình xin nhắc lại là tất cả những thông tin hiện tại chỉ là những thông tin đồn, những thông tin leak rất là sơ khai, và nó chưa có một cái gì đấy là chắc chắn iPhone 15 sẽ có những cái tính năng đấy cả. Tuy nhiên là những tin đồn này thì rõ ràng là nó cũng có những cơ sở để chúng ta có thể dựa vào. Các bạn xem xong thì các bạn nghĩ sao về iPhone 15? Các bạn có nên chờ hẳn iPhone 15 để có thể nâng cấp hay không? Hay là iPhone 14 hiện tại đã là rất ngon rồi? Đừng quên bỏ lại một ý kiến phía bên dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. À đấy, tí quên nói là Hoàng Hải hiện tại đang còn rất nhiều mẫu iPhone nha, giá rẻ, tốt, bảo hành cực kỳ là uy tín luôn. Bye bye.